Tam tai là gì? Tam tai là cái vận hạn 3 năm liên tiếp của các con giáp. Thì năm 2022 Nhâm Dần ấy, tam tai là Thân, Tý, Thìn. Cái cách cúng tam tai của Thân, Tý, Thìn rất là đơn giản. Ngày 15 tháng Giêng âm lịch 2022, các anh chị mà Thân, Tý, Thìn đi thẳng về hướng Đông Bắc, nhớ là Đông Bắc dùm cho Đào đó, và tới những cái góc ngã ba, ngã tư vắng người, càng vắng càng tốt. Chúng ta lấy 10 đầu ngón tay móng chân, một nhúm tóc, muối, gạo, giấy tiền vàng bạc, một ít đồ ăn mặn, một ít tiền lẻ và một cái áo có mồ hôi cũ của mình, nhớ là có mồ hôi cũ với mình nha, kèm theo bông hoa, rượu, nước, tới cúng tam tai. Cúng như thế nào cũng được, nhưng mà phải nhớ như thế này, nhớ câu này dùm cho Đào: con lại chín phương trời, mười phương Phật, chư Phật mười phương, con lại hoàng thiên hậu thổ, con lại ông thiên hình, ông thiên hình nha. Đó, con tên tuổi, ngày tháng năm sinh như thế nào ấy, hiện con tại cô ngụ tại, năm nay con bị dính tam tai, xin chư Phật chín phương trời, mười phương Phật, xin thần thiên hậu thổ, xin ông thiên hình hóa giải nạn kiếp cho con, để con có một năm thật nhiều sức khỏe, thật nhiều may mắn, cầu tài được tài, cầu lộc được lộc. Rồi xong chúng ta thắp ba cây nhang xuống rồi bỏ đi, đi luôn không quay đầu nhìn lại, thì cái nạn tam tai của chúng ta trong cái năm đó sẽ được giảm thiểu đi rất là nhiều. Các anh các chị nên áp dụng cái cách này để cho cái vận hạn của mình nó nhẹ xuống, để công ăn việc làm, gia đình gia đạo của mình ngày một suôn sẻ và trơn tru hơn.